Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Sức khỏe và Đời sống Sơn 28 TV. Trong chương trình ngày hôm nay, xin chia sẻ đến quý vị và các bạn nội dung: Tinh chất cây An xoa An hòa, giải pháp toàn diện cho lá gan khỏe mạnh. Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng về những vấn đề về gan như men gan cao, sơ gan, viêm gan, ung thư gan thì tinh chất cây An xoa An hòa chính là giải pháp cho bạn. Cũng giống như cao An xoa An hòa đã được mọi người đón nhận và đánh giá cao. Tinh chất cây an xoa an hòa là sự kết hợp hài hòa của ba loại thảo dược thiên nhiên gồm an xoa, nấm linh xanh và cà gai leo tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh giúp thanh lọc cơ thể, giải độc gan an toàn, hiệu quả. Công dụng của tinh chất cây an xoa an hòa giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể, bài trừ độc tố, trẻ hóa làn da, mẩn ngứa, dị ứng, mề đay, nóng trong người do chức năng gan suy si giảm, cải thiện chức năng gan, viêm gan, men gan cao, sơ gan, gan nhiễm mỡ, giúp ăn ngon miệng, cải thiện viêm đại tra mãn tính. Thành phần của tinh chất cây an xoa an hòa. Cây an xoa 55%. Cà gai leo 35%. Nấm linh xanh 10%. Đối tượng nào nên sử dụng tinh chất cây an xoa an hòa? Người có men gan cao, chức năng gan kém, gan nhiễm mỡ, viêm gan, mẩn ngứa, dị ứng, người mệt mỏi. Người sử dụng thuốc tây nhiều ngày, đang điều trị các bệnh mãn tính. Người uống nhiều bia, rượu. Người có chế độ ăn uống nhiều chất béo hay không đủ dinh dưỡng, thực phẩm nhiều chất bảo quản và sống trong môi trường nhiều khói bụi. Cách dùng và bảo quản tinh chất cây an xoa an hòa. Mỗi lần uống 30 viên tương đương 4,25 gram, sử dụng 2 lần trên ngày, nên dùng với nước ấm. Bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp. Sau khi mở nắp, sử dụng trong 30 ngày. Nội dung chia sẻ xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi vui lòng like comment đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo